Bây giờ mình đến chùa để học Phật nha, để học pháp của Phật. Và khi mình học rồi là để mình tu ở trong cái nội tâm của mình. Muốn tu tâm thì mình cần phải học đạo. Pháp thì mới tu được, mới biết cách, mới biết pháp môn để tu tập. Mà giờ pháp của Phật thì rất là nhiều, 84.000 pháp môn. Quan trọng là mình phải học những cái gì mình có thể ứng dụng thực hành được để cho nó thiết thực hiện tại. Thì cái bước đầu tiên là sẽ học về Phật. Thì cần hiểu về Đức Phật. Đức Phật là ai? Đức Phật là như thế nào? Và cái điều đầu tiên mình cần phải hiểu rằng Đức Phật là một bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si, là xứng đáng được cung kính cúng dường. Cho nên mình thấy là xây nên cái ngôi chùa rất là đẹp, rất là khang trang, và nhờ sẽ đúc một cái bức tượng Phật cũng rất là trang nghiêm và tôn thờ Đức Phật. Và tại sao mình lại tôn thờ Đức Phật, tại sao mình lại đảnh lễ Đức Phật, rồi hàng ngày mình thắp hương cúng Phật, dâng hoa cúng Phật, dâng đèn nến cúng Phật, dâng trái cây, dâng tất cả những cái gì tốt đẹp nhất nên để cúng Phật. Tại sao Ngài lại đáng được mọi người trân trọng như vậy? Tại sao Ngài lại đáng được cung kính như vậy? Tại sao Ngài lại đáng được cúng dường như vậy? Là chỉ vì Đức Phật đã đoạn trừ hết tham sân si. Đức Phật đã hết phiền não tham sân si, cho nên Ngài xứng đáng được như vậy. Còn mọi người ở đây đã ai đoạn trừ được hết phiền não tham sân si chưa? Vẫn chưa, vẫn còn nguyên phải không? Tâm tham còn, tâm sân có còn không? Tâm si có còn không? Đấy, còn rất nhiều nữa. Tham sân si, ngã mạn tật đố ganh tị bỏn xén, rồi rất rất nhiều những cái tâm bất thiện. Còn Đức Phật có còn những cái tâm đấy không? Đức Phật vì Ngài không còn những tâm ấy, cho nên là Ngài cao thượng hơn mọi người bình thường ở cái là Ngài đã tu tâm trước, Ngài đã đoạn trừ hết phiền não trước, Ngài đã giác ngộ trước, Ngài đã giải thoát trước, và Ngài dạy lại cái con đường tu tâm ấy, Ngài dạy lại cho mọi người cái cách để đoạn trừ những phiền não, Ngài dạy cho mọi người cái con đường, cái cách để đi đến giác ngộ, Ngài dạy cho mọi người cái con đường để chấm dứt khổ đau. Đấy là cái lý do, đấy là cái nguyên nhân mà mọi người tôn trọng Đức Phật, cung kính Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Và mình học được một cái đạo lý đầu tiên, đó là mình hiểu rằng thì ra ở nơi nào có chùa đều thờ Phật, đều đắp tượng lên để thờ Phật, là Phật là như vậy. Phật là một bậc đã giác ngộ như vậy, là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si như vậy. Nên là mới gọi đầu tiên của Đức Phật là ứng cúng. Đức Phật là bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Phải có chín ân đức, và chín ân đức là chín cái cách để mình tu tâm. Mỗi một cái ân đức đấy là một cái cách thức, là một cái phương pháp để mình tu tâm. Ân đức đầu tiên là ứng cúng. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, vì Ngài đã đoạn trừ hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Và Đức Thế Tôn lại còn là một bậc đã là một bậc đã đoạn trừ hết những cái cấu uế phiền não, những tham sân si, tất cả những cái ô nhiễm khác đều không còn. Vì Đức Phật có giới cao thượng, có cái giới hạnh cao thượng là Ngài không làm một tội lỗi gì dù là nhỏ bé nhất. Có cái định lực thâm sâu, có cái trí tuệ thủ thắng, giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng được, cho nên Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết vô minh tham ái và chấp thủ, đã đoạn trừ hết cái vòng luân hồi sinh tử, tức là Ngài đã chấm dứt được cái vòng luân hồi sinh tử,
cho nên ngài bậc là bậc xứng đáng được cung kính cúng dường. Vì Đức Thế Tôn không bao giờ làm một cái, có một cái nỗi lầm gì, dù là nhỏ nhất, dù là ở nơi vẻ kính đáo. Chính vì vậy cho nên ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Thì đấy là cái điều mà mình, cái đạo lý đầu tiên mà mình học ở nơi là vậy. Đức Phật là bậc vô tham sân si. Và cái cách mà mình tu tâm, cái cách mà mình niệm Phật là vậy. Khi mình niệm Phật là mình phải tưởng nhớ như vậy: Đức Phật là bậc không có tham sân si. Chứ mình không được nghĩ rằng Đức Phật cũng là con người bình thường như mọi người. Đức Phật cũng sinh ra thì ngài cũng là con người, nhưng mà khi ngài tu, ngài đắc đạo, ngài giác ngộ rồi thì ngài đoạn trừ những cái phiền não. Vậy cho nên là ngài giác ngộ ra, nên là ngài khác người thường. Thằng người thường còn tham sân si, còn phiền não, còn khổ đau sinh tử. Còn Đức Phật đã hết tham sân si, hết phiền não, hết khổ đau sinh tử rồi. Mình hiểu rồi thì bây giờ mình sẽ hành. Hành là hành luôn cả pháp mà mình vừa mới học được ấy. Đó là tu tâm. Tu tâm là làm sao? Bây giờ ngồi giữ lưng thẳng lên, giữ lưng thẳng lên rồi giữ đầu thẳng, nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào để hình dung ra Đức Phật ở trước mặt mình nhá. Hình dung là nhắm mắt và cái tâm mình hướng về Đức Phật ấy. Rồi niệm thầm ở trong tâm là Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si, nên ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si nên ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Và cứ niệm như vậy, niệm như vậy trong vòng 5 phút nhá. Đấy là cái cách để mình tu tâm cho thấm nhuần cái ân đức của Phật vào trong nội tâm của mình. Mình có niệm Phật bằng cái nội tâm của mình thì cái hình ảnh Đức Phật mới in sâu vào trong nội tâm của mình, cái ân đức của Phật mới thấm nhuần vào trong trí tuệ của mình, vào trong tâm thức của mình. Mình mới mãi mãi luôn luôn ghi nhớ và tưởng nhớ về Đức Phật như vậy, không được quên được Phật. Sau sinh ra mình cũng không quên Phật, được gặp Phật, luôn luôn đi theo con đường của Đức Phật. Bây giờ lại nhắm mắt vào chưa? Nhắm mắt vào niệm đây, cái niệm thầm trong tâm, hình dung ra hình ảnh Đức Phật để niệm. Thì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si nên ngài xứng đáng được cúng dường. Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si nên ngài xứng đáng được cúng dường. Niệm thầm trong tâm ấy, không phải niệm ra lời nhá. Rồi, thế là mọi người đã học xong được một pháp và đã tu được một pháp. Nhưng mà nhớ về nhà tu tập tiếp nha. Đấy là một pháp môn mà mình cần phải học và mình cần phải tu, tu ở nội tâm. Khi mình khi niệm như vậy, đấy, trong tâm có hoan hỉ không? Trong tâm có cái niềm vui không? Đúng rồi nha, khi mà mình niệm ân Đức Phật tự nhiên, mình có một cái niềm vui nó hân hoan, nó khởi lên trong tâm. Và chính vì những cái vậy cho nên là những cái phiền não ở trong mình nó được dần dần nó được giảm bớt đi, nó được đoạn trừ. Nên người nào mà biết tu tập một thời sau sẽ hết tham sân si não nữa. Thế thì nhớ rằng từ nay khi mình lễ Phật thì mình phải lễ cái tánh vô tham vô sân y của Đức Phật. Khi mình cúi xuống mình lễ Phật ấy nhá, là trong tâm mình phải nhớ là ngài là vô tham vô thân vô si, nên ngài xứng đáng được cung kính, được đảnh lễ. Khi mình dâng một cái gì lên cúng Phật nhá, dâng một bông hoa hay dâng một nén hương hay dâng một chai nước hay dâng trái cây hay là dâng đèn nến, dâng cái gì lên cúng Phật đấy, thì mình phải nhớ như vậy rằng là vì ngài đã hết tham sân si rồi nên ngài xứng đáng được cúng dường. Khi cúng dường ngài Đức Phật là vậy nhé, chứ không phải Đức Phật sẽ thọ nhận cái vật đấy, mà đấy là tượng trưng thôi, tượng trưng để cho mình tưởng nhớ là đức tánh của Đức Phật là một bậc vô tham như vậy, vô sân như vậy, vô si như vậy. Vậy thì lễ Phật là lễ cái vô tham vô sân vô si của Phật, và cúng Phật là cúng cái vô tham vô sân vô si của Phật. Rồi niệm Phật là gì? Là niệm cái vô tham vô sân vô si của Phật nhá, chứ không phải là niệm Phật rồi Phật ban cho mình cái này cái kia đâu nhá.
rồi bắt đầu cầu nguyện cho mình là cầu cái gì? Cầu nguyện cho con cũng đạt được vô tham vô sân vô si. Đấy, thì cầu nguyện cái điều đầu tiên phải cầu nguyện vậy nhá, cầu mong cho con được đoạn trừ những phiền não tham sân si, cầu mong cho con đoạn trừ những phiền não tham sân si. Cầu mong cũng vậy nhé, cầu mong thế. Đấy là cái cầu mong cao thượng nhất, đấy là cái cung kính cao thượng nhất, cúng dường cao thượng nhất, tưởng niệm như vậy là cao thượng nhất, tôn thờ như vậy là tôn thờ cao thượng nhất. Mình tôn thờ một bậc vô tham vô sân vô si, đấy là một cái sự tôn thờ cao thượng nhất. Và mình học ở Đức Phật được cái gì? Ở Đức Phật được cái tánh vô tham. Vậy thì từ nay mà đi, mình mà có một cái tâm tham thì khởi lên thì phải làm sao? Làm sao nhé? Phải cảm thấy là hổ thẹn, và phải cảm thấy rằng là cái tánh tham này đã được Đức Phật đoạn trừ, và Đức Phật đã dạy mình phải đoạn trừ. Vậy mình phải cố gắng để đoạn trừ nó. Khi mỗi khi có cái tâm sân hận khởi lên thì phải nghĩ làm sao? Sân hận này là xấu xa, sân hận này là ô nhiễm, sân hận này là bất thiện. Sân hận này đã được Đức Phật đoạn trừ, vậy mình phải cố gắng đoạn trừ sân hận này. Mỗi khi có những cái phiền não đấy, những cái tâm phóng dật, những cái tâm năng xăng, những cái tâm tán loạn, những cái tâm tà kiến, những cái tâm si mê khởi lên thì mình cũng phải nghĩ như vậy, suy xét như vậy, để dần dần mỗi ngày thì mình giảm bớt cái phiền não ấy đi, giảm bớt cái tham sân si ấy đi. Thì đấy là nhờ mình niệm cái tâm, cái tánh vô tham vô sân vô si của Phật, thì dần dần mình cũng trở nên vô tham vô sân vô si. Đấy là mình, đấy là cái pháp đầu tiên mà mình cần phải học về Phật, cần phải hiểu về Phật, cần phải tu tập như vậy theo đúng cái con đường của Phật. Rồi đến cái pháp thứ hai mình sẽ cần phải học nữa, đó là học về pháp. Học về pháp rồi để mà cũng để mà tu tâm nhá. Pháp là gì? Pháp là những cái kinh điển, những cái giáo pháp ấy. Pháp thì là do Đức Phật thuyết giảng ra. Đức Phật thuyết giảng một cách rất là khéo léo, tức là Đức Phật đã thuyết giảng một cách rất là hoàn hảo. Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách hoàn hảo. Hoàn hảo là có mở đầu, có đoạn giữa và có đoạn cuối. Hoàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Pháp ấy được Thế Tôn thuyết giảng là cái pháp là thiết thực, là cái pháp rất là thực ở trong hiện tại này. Tức là Ngài không có dạy cái điều gì mà nó viển vông, xa vời, không thực tế, mà Ngài dạy những cái điều rất thực tế. Ngài dạy cái gì? Dạy về cái cuộc sống này, nó là cái gì đưa đến cái an vui, cái gì đưa đến khổ đau. Hay về một cái và trong cái cuộc sống của mình là cái gì? Là mình luôn luôn mong cầu những cái điều an vui, luôn luôn mong cầu cho mình tránh được những khổ đau. Thì Đức Phật chỉ dạy những cái gì nó dẫn đến khổ đau thì Đức Phật dạy. Ví dụ như là trong thân tâm mình có những cái phiền não khổ đau, mà những cái khổ về thân như là phải có già, có bệnh, có chết, có sầu bi não, khổ về tâm, cầu mong cái gì không được là khổ, yêu mến cái gì phải xa lìa là khổ, oan trái với ai mà cần phải thân cận với người đấy thì khổ. Có cái thân này, tâm này, nó luôn luôn có những cái khổ nó đi kèm theo. Mà nguyên nhân sinh ra khổ ấy chính là những cái tham ái, những cái phiền não, phiền não, những cái tâm bất thiện ấy, là nhân sinh ra khổ. Bây giờ mình muốn được an vui thì phải làm sao? Muốn được an vui, hết khổ đau thì mình phải dứt bỏ được những cái phiền não tham sân si này. Tham sân si là nguyên nhân sinh ra khổ đau. Vậy vô tham, vô sân, vô si, hết tham, hết sân, hết si thì hết khổ đau. Khi nào mình đoạn trừ được hết tham sân si thì mới hết khổ đau. Vậy cho nên là vậy thì muốn hết tham sân si thì phải làm sao? Thì mình cần phải tu tâm. Tu tâm chính là để đoạn trừ tham sân si ấy. Vậy thì mình học pháp là để tu tâm, học pháp là để biết được cái con đường tu tâm, để biết được rằng khổ đau nó là do tham sân si,
và an vui là vô tham, vô sân, vô si. Và mình tu tâm là để đoạn trừ cái tham sân si ấy, chính là để đoạn trừ những cái nguyên nhân sinh ra khổ đau, và để mình đạt được những cái cội nguồn của cái sự an vui, đạt được những cái sự an này nó sinh ra từ ở trong nội tâm ấy. Pháp là thiết thực là như vậy, thiết thực ngay trong hiện tại là như vậy. Nếu như mà ngay ở trong hiện tại, nếu bây giờ mình khởi lên tâm tham hay là tâm sân thì cái khổ nó đi kèm ngay tức thì. Còn nếu như ngay trong hiện tại mình ngồi đây mà trong tâm mình không tham, không có sân, không có si thì nó cũng không có khổ đau. Vậy cứ lúc nào có mặt tham sân si là có mặt khổ đau, cứ lúc nào mà vắng mặt tham sân si là vắng mặt khổ đau. Vậy cứ lúc nào tâm của mình có tu tập thì tham sân si sẽ không sinh khởi, lúc nào tâm của mình không tu tập thì tham sân si sẽ sinh khởi. Vì vậy cho nên là mình cần phải học đạo để tu tâm. Đấy. Pháp thiết thực hiện tại, pháp này vượt khỏi thời gian là thế. Pháp là cứ hướng tâm đến pháp một cái là sẽ có được cái sự an vui ngay. Đấy. Không có phải là tu tập hôm nay ngày mai mới được an vui, mà tu tập hôm nay thì ngay hôm nay mình cũng sẽ được an vui. Tu tập ngay trong cái khoảnh khắc này, ngay trong giây phút này thì ngay trong giây phút này cũng có được sự an lành, cũng có được sự hỷ lạc, cũng có được sự an vui. Tùy theo cái công phu của mình, mình tu ở cái mức độ thấp thì an vui thấp, tu ở cái mức độ cao thì an vui cao. Đấy là pháp vượt khỏi thời gian là thế. Không có thời gian mà nó cho quả tức thì, có ngay cái lợi ích tức thì, có ngay cái sự an vui tức thì, có ngay cái sự an lành tức thì, để cho quả tức thì. Đến để mà thấy, không tin thì thực hành là sẽ thấy ngay. Có cái sự hướng thượng, pháp là sẽ hướng cho mình càng ngày càng cao thượng lên. Pháp thì chỉ có người có trí mới hiểu được. Người nào có trí thì sẽ hiểu được. Vậy đấy là cái ân đức pháp. Đấy là cái pháp thứ hai mình cần phải học về pháp. Bây giờ mình sẽ học về một cái đạo lý nữa, đó là pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Những cái lời dạy của Đức Phật rất là hoàn hảo, hoàn hảo về những cái tánh thiện, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, từ đầu đến cuối đều để giảng dạy những cái điều thiện này. Và pháp ấy thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác hiểu. Thế như giờ mình sẽ học một cái pháp thứ hai, và mình cũng sẽ tu tập luôn cái pháp này. Học cái pháp đấy, cái pháp là được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Pháp là gì? Pháp là những cái lời dạy ở kinh luật luận ấy. Pháp là gì? Pháp là những cái pháp thực hành giới định tuệ. Nhờ, giới, pháp là sự giữ giới, nhất tâm định tính, trí tuệ, giác ngộ. Pháp là gì? Pháp là cái sự giải thoát khổ đau. Và pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách rất là viên mãn, rất là hoàn hảo. Pháp được Tôn đã giảng dạy, hướng dẫn cho mọi người tu tập, để cho mọi người đi đến cái sự lợi ích, đi đến cái sự tấn hóa, đến cái sự tiến hóa, đến cái sự an lạc, đến cái sự an vui lâu dài. Đấy là pháp có cái lợi lạc, có lợi ích như vậy. Bây giờ mình sẽ thực hành cái sự tu tâm, đó là niệm pháp. Niệm pháp, bây giờ mọi người lại nhắm mắt vào hướng tâm đến pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Pháp là những cái lời dạy của Đức Phật đấy nhé. Nhớ được cái lời dạy gì thì mình hướng tâm đến lời dạy ấy. Đức Phật đã dạy mình cái gì thì giờ mình nhớ đạo như vậy. Trong kinh luật luận là pháp, giới định tuệ là pháp, như là tam quy ngũ giới là pháp, thập thiện là pháp, bát chánh đạo là pháp, tứ niệm xứ là pháp, hay là tứ thánh đế là pháp. Học được cái pháp gì giờ mình hãy nhớ lại pháp đấy, và niệm thầm trong tâm rằng pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Đấy, bắt đầu mình nhắm mắt vào hình hướng tâm đến pháp và niệm pháp nhá. Thực hành thiền niệm pháp,
thực hành cái pháp này, này niệm về pháp. Trước đến giờ niệm Phật nhiều lắm rồi mà chưa biết niệm pháp là gì. Hôm nay thì sẽ được niệm pháp để sẽ biết niệm pháp như thế nào. Rồi hát vào và nhớ hướng đến pháp, nhớ đến một cái pháp môn mà mình đã được học ấy mà niệm. Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo, pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Và cái niệm như vậy thì niệm thầm trong tâm vậy nhá. Rồi, đã tu xong một pháp thứ hai, đó là niệm pháp nhá. Mọi người ghi nhớ nhá, đấy là cái pháp môn niệm pháp. Về nhà phải thực hành thường xuyên nhá, thực hành nhiều để cho đạt đến sự nhất tâm thôi. Khi niệm pháp cảm thấy có hoan hỉ không? Trong tâm có hân hoan lên không? Thế nhá, khi niệm pháp như vậy thì mình sẽ hoan hỉ lên và mình sẽ có cái niềm tin vào pháp và sẽ biết rằng pháp của Đức Phật là thâm sâu như vậy, là cao quý như vậy, pháp là để thực hành tu tâm như vậy. Thế là cái pháp thứ hai, cái về quy Phật, quy y Phật thì mình phải tôn thờ niệm Phật, quy pháp thì mình phải niệm pháp là như vậy nhé. Niệm pháp như thế phải thường xuyên niệm tập hàng ngày. Và còn một pháp thứ ba nữa cần phải học, đó là niệm tăng. Tăng là gì? Tăng là đệ tử Đức Thế Tôn. Thì tăng cũng có những ân đức mà mình cần phải học. Thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, là các chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn là những bậc phải bỏ tất cả những cái đời sống thế tục, những cái đời sống bất thiện ở thế gian. Vậy cho nên là phải tu theo một cái pháp thiện lành, đi đến thiện về thân, về khẩu, về ý, đi đến đạt đến cái sự thánh thiện tối thượng nhất. Cho nên thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là có cái ân đức thứ nhất như vậy. Ân đức thứ hai là ngay thẳng. Ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Đức thứ ba là chân chánh hay là chánh trực, nghiêm túc, trang nghiêm, nghiêm túc, chánh trực là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Rồi chân chánh tức là không có đi theo cái con đường tà mà đi theo cái con đường bát chánh đạo, cái con đường chánh đạo nên gọi là chân chánh hay chánh trực là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Và ứng lý hạnh tức là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc tu theo giới định tuệ, học kinh luật luật, thực hành giới định tuệ để giải thoát khỏi tham sân si, để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, để chứng đắc tứ thánh đạo, thánh quả niết bàn. Đấy là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Nên chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Đấy là một cái pháp mà mình cần phải học. Nên là tam bảo là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Thế ai là tăng bảo? Thì Đức Phật có những chúng đệ tử như các bậc A-la-hán là tăng bảo nhá. Như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, tôn giả Ananda, thì tất cả những cái bậc đệ tử của Đức Phật ấy, những cái chúng tăng đệ tử của Đức Phật từ thời Đức Phật cho đến bây giờ luôn luôn có chúng tăng. Đức Phật thì ra đời một thời gian rồi ngài nhập niết bàn, nhưng mà khi Đức Phật nhập niết bàn rồi thì giáo pháp còn lại cho đến tận bây giờ vẫn còn nha. Kinh luật luận của Đức Phật giảng vẫn còn, giới định tuệ của Đức Phật giảng vẫn còn. Và chúng tăng là những đệ tử xuất gia của Đức Phật vẫn còn di truyền hết từ đời này sang đời khác. Đấy, từ thời Đức Phật 1600 năm rồi vẫn còn những cái bậc chúng tăng, những bậc xuất gia tu hành như vậy, một cái hội chúng đoàn thể những người xuất gia tu tập hướng đến chứng đắc các cái thánh đạo, thánh quả niết bàn, thì đấy được gọi là chúng tăng. Hay chúng tăng là những bậc thánh nhân đã giải thoát và những bậc phàm nhân đang tu tập để hướng đến giải thoát thì đều được gọi là chúng tăng. Và mình cần phải hiểu là chúng tăng là những bậc như vậy, là những bậc
thiện lành như vậy, ngay thẳng như vậy, chân chánh như vậy, giải thoát tục trần như vậy, hướng đến đoạn trừ tham sân si như vậy, hướng đến thoát khỏi luân hồi tam giới, chứng đắc chứ tánh đạo thánh quả niết bàn như vậy. Vậy cho nên các vị ấy đáng được tôn trọng cung kính như vậy, là phước điền vô thượng ở đời như vậy. Và đấy là cái lý thuyết mình cần phải học, và sau đó đấy cũng là một pháp môn mình cần thực hành. Thế bây giờ mình thực hành là làm sao? Mình lại tiếp tục nhắm mắt vào và lại hình dung ra một cái hội chúng nha, một cái hội chúng chúng tăng ấy, là đệ tử của Đức Phật, và mình sẽ niệm một cái câu, đó là thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Đấy là một cái pháp để tu tâm. Khi mà mình tu tâm như vậy thì cái tâm của mình nó cũng hân hoan, cũng hoan hỉ, tăng trưởng lên cái đức tin, tăng trưởng lên cái tâm thiện, nó sẽ làm giảm bớt những ô nhiễm, những phiền não, nó diệt trừ đi những cái tham sân si. Đấy là một cái pháp mình cần phải học, đó cũng là một cái pháp môn mà mình cần phải thực hành, đó cũng là một cái pháp để mình tu tâm. Thế nên là mới gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, và niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như thế bây giờ niệm Phật thì mình đã biết rồi, niệm Pháp biết rồi, bây giờ tiếp tục đến một cái pháp nữa là niệm Tăng. Bây giờ lại nhắm mắt vào này, ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng lên, nhắm mắt vào và hướng tâm đến một cái hình ảnh của một cái đoàn thể chư tăng mà mình đã từng nhìn thấy, một cái hội chúng chư tăng nào đông đảo nhất, dù đó là trong phim cũng được, trên hình ảnh cũng được, mà mình đã nhìn thấy thực tế cũng được, nó tùy theo mình còn nhớ lại được một hình ảnh nào đó của một cái hội chúng chư tăng nào đấy, thì mình sẽ niệm là thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Đấy, bắt đầu mình sẽ bắt đầu niệm tăng nhá, trong thời gian như thế. Ở trong tâm mình vừa hình dung ra hình ảnh chư tăng, vừa niệm như vậy, thiện lành là chúng tăng đệ tử Thế Tôn, thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Là niệm Phật này, niệm Pháp này, niệm Tăng này, sẽ còn pháp môn cần phải tu tập nữa và cần phải học nữa, đó là niệm giới. Thế là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong rồi mình sẽ thọ trì tam quy ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đấy là năm giới mà mình cần phải giữ gìn hàng ngày. Vậy thì khi mà mình trước kia nếu như mình đã sát sinh rồi, giờ mình cần phải từ bỏ sát sinh. Từ bỏ sát sinh là khi mình thấy một cái chúng sinh, mình tránh xa, mình phải có cái sự cố ý tránh xa, không giết hại cái chúng sinh ấy. Đã bao giờ mình tránh xa không sát sinh chưa? Đã từng có cái như vậy chưa? Đã từng có như vậy là mình đã có giữ giới rồi nhá. Khi nào mình có thể tránh, không có giết hại mạng sống của chúng sinh, thì đấy là mình đã có giữ giới. Chứ không phải là mình đọc lên cái lời là con xin giữ giới ông gia sinh là mình đã có giới đâu nhé. Nó chỉ có giới khi nào mà mình phải thực tế, mình gặp một cái hoàn cảnh là mình thấy một cái chúng sinh đấy mà mình không khởi lên cái ý muốn giết nó, hoặc là dù mình có khởi lên nhưng mà mình đã giữ lại được, giữ gìn, không có hành động theo cái ý nghĩ ấy, và mình đã cố ý tránh xa cái sự giết hại chúng sinh ấy, thì đấy là mình đã giữ giới không sát sinh. Còn nếu khi mình thấy một chúng sinh nào đấy mà mình khởi lên cái ý muốn giết hại chúng sinh ấy, rồi mình đã cố ý giết hại chúng sinh ấy, thì lúc đấy là phạm giới, phá giới. Đấy gọi là phá giới, hay có nên gọi là đứt giới. Đứt giới, khi nào mình sát sinh là lúc đấy sẽ bị đứt giới. Mà đứt giới rồi thì phải làm sao? Thì phải thọ trì lại giới. Là ai mà đã đứt giới rồi thì phải thọ trì lại giới. Từ lúc quy tam bảo đã phạm giới sát sinh bao giờ chưa? Ai đã phạm rồi là đứt giới rồi nhờ. Đứt rồi thì bây giờ thọ lại. Đấy, như vừa nãy thọ xong ấy, con xin giữ giới ông sát sinh, đấy là thọ lại. Thì là giới lại được thanh tịnh trở lại.
còn giữ giới không trộm cắp. Không trộm cắp là khi mình thấy tài sản của người khác mà mình đã cố ý chạy xa cái sự ăn trộm cắp này. Còn những người mà có cái tánh trộm cắp ấy, khi thấy tài sản người khác, người ta sẽ cố ý lấy cái tài sản đấy. Cố ý lấy tài sản đấy là phạm giới, là phá giới, hay còn gọi là đứt giới. Đây đã có ai phá giới chưa? Chứ ai phá giới thì đã có ai bị đứt giới chưa? Đấy là giới thứ hai. Giới thứ ba là tà dâm. Tà dâm là có cái sự ngoại tình với vợ chồng người khác, có cái tâm là tránh xa tà dâm, là không có cái ý định ngoại tình với vợ chồng người khác, thế là sẽ giữ được giới thứ ba. Giới thứ tư là không nói dối. Nhưng mà mình có cái ý định nói dối thì mình cũng phải ngăn ngừa lại, cố ý tránh cái sự nói dối, chứ không có nói dối một cách bừa bãi tùy tiện như trước kia. Trước kia mà chưa quy Tam Bảo ấy, thì có thể nói dối, nói những cái lời phù phiếm, nói những cái lời thô lỗ, nói những cái lời chia rẽ, đâm thọc, chỉ trích. Đấy là những cái lời nói tội lỗi. Còn khi đã quy Tam Bảo thọ trì tam quy ngũ giới rồi thì mình sẽ không nói những cái lời như vậy nữa, không được nói những lời dối trá nữa, phải cố ý tránh xa sự nói dối. Còn nếu như mình cố ý nói dối là sẽ đứt giới, là phạm giới, phá giới. Đây đã ai phạm giới nói dối chưa? Khi mà mình nhớ lại những cái lúc mà mình luôn nói những lời chân thật đó thì đấy là mình đã giữ giới. Không uống rượu, tránh xa sự uống rượu. Giờ quy thọ giới rồi mà có ai mời uống rượu, có uống không? Đã có ai mời đi uống rượu chưa? Ai mà đã uống rượu rồi là đã phạm giới rồi nhá. Nếu mà đã quy rồi mà uống rượu là phạm giới. Quy đã thọ giới rồi mà còn đi uống rượu là đứt giới. Thọ giới rồi mà uống rượu là phá giới. Là thì cần phải thọ trì giới lại để cho giới được thanh tịnh trở lại. Đấy là cái giới thứ ba. Giới thứ năm là không uống rượu. Và đấy là cái pháp môn mà mình cần phải học như thế. Mình cần phải học về năm cái giới này. Con xin giữ giới ông sát sinh trọn đời nhá. Cái giới này mình phải nguyện nhá. Con xin nguyện trọn đời giữ giới không sát sinh. Con xin nguyện trọn đời giữ giới không lấy trộm cắp. Con xin nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm. Con xin nguyện trọn đời giữ giới không nói dối. Con xin nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu và các chất say. Đấy là một cái pháp môn mà mình cần phải học. Và cái pháp môn này cũng cần phải hành. Đó là thực hành cái pháp môn niệm giới. Mình có niệm giới thì đến lúc mình phạm giới thì làm sao? Mình cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy ghê sợ. Giới là cái sự tránh né, không làm những cái điều tội lỗi. Và cái để mình giữ được cái giới ấy, mình phải có cái lòng hổ thẹn, sợ, tội lỗi. Mỗi khi mà bây giờ mình nhớ lại những cái lần mình đã từng sát sinh, đã có ai từng sát sinh chưa? Mình nhớ lại mình phải cảm thấy ghê sợ, cảm thấy hổ thẹn về những cái việc làm ấy. Vì sát sinh là một cái việc tội lỗi. Sát sinh là một tội lỗi sẽ để lại những cái nghiệp ác mà sau này mình sẽ bị những cái quả báo khổ đau, ốm đau, bệnh tật. Sinh ra ở trong cái thời chiến tranh loạn lạc, có nhiều những cái oan trái với nhau. Người mà trộm cắp thì hay gặp những cái tai ương, như là tài sản mình bị mất mát, mình cũng bị lấy trộm cắp lại. Tà dâm thì gia đình bất hạnh. Nói dối thì mình mất cái niềm tin, mất cái luôn luôn mang cái tiếng xấu. Uống rượu thì mình sẽ bị ngu si đần độn, điên loạn, tán loạn tâm trí, không được thông minh, tỉnh táo, sáng suốt. Cho nên là năm cái giới này mình cần phải thọ trì, mình cần phải ghi nhớ, mình cần phải thực hành, và mình cần phải tưởng niệm thường xuyên để cho nó thuần thục, để cho trở thành một cái người thuần lương, để cho mình có cái sự thuần hóa đối với năm giới này, phải trở nên thuần thành. Khi nào mình giữ được năm giới một cách trọn vẹn, một cách hoàn hảo, viên mãn,
thì lúc ấy mình sẽ trở thành một cái người Phật tử hoàn, một cái người Phật tử thuần thành, thuần thiện hay là thánh thiện, an vui, giải thoát. Là cái pháp giữ giới như vậy, và sẽ có một cái pháp tu tập về cái sự niệm giới này. Bây giờ bắt đầu mình nhắm mắt vào, nhớ lại những cái lúc mà mình không sát sinh, hay là nhớ lại những cái lúc mà mình không trộm cắp, nhớ lại những cái lúc mình không tà dâm, nhớ lại mình đã từng không nói dối, mình nhớ lại rằng mình đã từng không uống rượu. Có nhớ được không? Có nhớ được về cái thời điểm mình không sát sinh, không trộm cắp phải không? Đấy, phải nhớ lại như vậy nhá. Nhớ lại những cái thời điểm đấy, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, uống rượu. Ở nhắm mắt vào nhớ lại rồi niệm rằng quả thật các giới ta thọ chỉ không có, ta đã thọ chỉ không có bị đứt, không bị đứt giới nhá. Vì mình không có sát sinh nên mình không bị đứt giới. Hoặc là mình nhớ lại cái thời điểm mình không trộm cắp, hoặc nhớ lại cái thời điểm mình không tà dâm, mình đã không nói dối, mình đã không uống rượu. Đấy, mình nhớ lại một cái thời điểm nào đấy, hoặc nhớ lại được cả năm thời điểm đấy thì tốt, hoặc nhớ lại một cái thời điểm nào đấy mà mình đã tránh né, đã cố ý tránh né được một cái việc phạm giới. Và bây giờ mình sẽ niệm như vậy: quả thật các giới mà ta thọ trì, hay quả thật là ngũ giới, trong năm giới mà ta thọ trì này, ta đã không bị đứt giới. Rồi cứ niệm như thế: quả thật các giới mà ta đã thọ trì không bị đứt, quả thật các giới mà ta đã thọ trì này không bị đứt, quả thật các giới ta thọ trì không bị đứt. Cái niệm thầm trong tâm như vậy, đấy là thực hành cái pháp niệm giới. Rồi, đấy là đã xong một cái pháp môn nữa cần phải học và cần phải thực hành. Đó là cần phải học về giới như thế, mình hiểu về việc giữ giới là như vậy, và phải cần phải thực hành tu tập về pháp niệm giới. Cái pháp môn này cần phải được thực hành thường xuyên, thực hành hàng ngày, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm khi mình niệm giới thì tâm của mình nó cũng sẽ hoan hỉ lên, và cái việc giữ giới của mình sẽ trở nên càng ngày càng thuần thục hơn. Người mà niệm giới thường xuyên là sẽ không phạm giới nữa. Người nào mà không niệm giới là mình sẽ phạm giới thường xuyên mà mình không biết. Có khi thọ giới xong rồi về vẫn sát sinh, vẫn trộm cắp, vẫn tà dâm, nói dối, uống rượu, mà mình không có nhớ là mình đã giữ giới, không còn nhớ là mình đã là những người thọ giới như vậy, thì cái việc thọ giới nó lại không có lợi nào, nó lại không có lợi ích gì. Còn nếu như mình thường xuyên niệm giới như thế, nó sẽ ghi nhớ lâu dài, làm cho mình không bao giờ còn khởi lên cái tâm muốn phạm giới, hay là mỗi khi có cái ý muốn phạm giới là nó sẽ có cái sự hổ thẹn, nó có cái sự ghê sợ, và nó có cái sự tránh xa, không còn phạm giới nữa. Nhờ vậy mà giữ giới được càng ngày thì cái việc giữ giới sẽ càng thanh tịnh hơn. Cần phải giữ giới một cách thanh tịnh, giữ giới càng ngày càng nghiêm túc hơn. Thì cái người mà có giữ giới như vậy thì càng ngày mình sẽ càng trở nên hiền lành hơn, càng trở nên hiền thiện hơn, càng càng ngày thì cái trí tuệ của mình nó sẽ tăng trưởng lên nữa. Nên là thực hành thiền niệm giới thì sẽ hỗ trợ cho cái việc giữ gìn giới, mà giới không bị đứt, giới không bị phạm, giới không có bị nủng, giới không có bị rách nát, giới không có bị nhiễm ô. Nhờ mình thực hành cái pháp niệm giới như vậy. Và khi mà mình nhờ lễ Phật, nhờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng rồi, đây đã có ai từng bố thí chưa? Đã có ai bố thí, biết bố thí cho ai cái gì chưa? Nhưng mà mình bố thí một cái tài vật gì đó của mình cho người khác, hoặc là mình bố thí bằng cách mình dạy người khác một cái kiến thức gì đó là bố thí nhá. Nhưng mà mình có một cái kinh nghiệm gì đó về một cái công việc nào đó mà mình dạy người khác, hay là mình đã từng chia sẻ cho ai những cái giáo pháp mà mình đã được học ấy. Thì hôm nay mình được học, mình được nghe giảng cái bài pháp này, và rồi sau đó mình lại đi mình chia sẻ cho người khác hiểu. Tức là mình làm cho người khác, người ta hiểu về Phật là thế nào, Pháp là thế nào, Tăng là thế nào, ngũ giới là gì, tu tập là như thế nào. Đấy cũng là bố thí nhé. Vậy thì bố thí là vậy: một là mình mang một cái tài vật của mình tặng cho ai,
mình biếu cho ai đó, mình bố thí, mình ban pháp cho ai đó, thì đấy là bố thí. Hoặc là mình cúng dường Phật, đấy cũng là bố thí nhé. Thắp hương, hoa, đăng trà, quả thực nên cúng Phật, pháp tăng tam bảo, đấy cũng là bố thí. Hoặc là mình chia sẻ những cái kiến thức, cái kinh nghiệm về công việc của mình cho người khác, cũng là bố thí. Và mình chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức về Phật pháp này, mình học được cái gì mình chia sẻ cho người khác biết những cái đấy, đấy cũng là bố thí. Đấy là bố thí. Đây đã có ai bố thí chưa? Có ai chưa từng bố thí không? Ai đã từng bố thí rồi phải không? Rồi đấy là một cái pháp mình cần phải học về sự bố thí. Bố thí thì cần phải bố thí một cách có thanh tịnh này. Ví dụ người bố thí thanh tịnh là trước khi bố thí mình thọ tam quy ngũ giới. Cái người nào mà có giữ giới thì cái gọi là người thanh tịnh. Cái người không giữ giới là người không thanh tịnh. Cái người mà giữ được năm giới là người thanh tịnh. Thứ hai là vật thí là phải thanh tịnh. Cái mà mình bố thí cho người khác ấy phải là cái những cái có lợi ích. Ví dụ như là mình mang rượu đi bố thí thì có thanh tịnh không? Người ta uống vào người ta say xỉn, người ta đi đánh nhau thì sao? Hoặc người ta đi ra đường người ta đụng xe, người ta tai nạn thì sao? Người ta đi uống rượu vào đi ra đường bị công an người ta bắt mất xe thì sao? Vậy thì bố thí rượu có thanh tịnh không? Không thanh tịnh nha. Bây giờ mình mà bố thí chất độc, chất say là không thanh tịnh nha. Hay là bố thí những cái vũ khí cho người ta đánh nhau thì có thanh tịnh không? Những cái đấy là không thanh tịnh. Vậy những cái thanh tịnh là những cái ví dụ như là mình bố thí thức ăn cho người đói, người ta đang đói mình cho người ta một cái bữa cơm thì đấy là bố thí thanh tịnh. Hay là bố thí về quần áo cho một cái người nào đấy mà người ta đang không có quần áo mặc, bố thí về thuốc men cho một cái người người ta ốm đau bệnh tật đấy, mà mình bố thí cho người ta những cái thang thuốc, hay là bố thí cho những người khác về cái vật dụng gì đấy, những cái vật mà cần dùng thì đấy, thì đấy là gọi là bố thí thanh tịnh vì nó có lợi lạc, có lợi ích. Và cái người nhận cái vật bố thí đấy là người có thanh tịnh thì cái phước mới lớn. Thế còn là mình bố thí cho một cái người mà người ta không thanh tịnh, bố thí cho người ác, người ta luôn đi làm những cái việc bất thiện, người ta luôn đi ăn trộm ăn cắp, xong là mình lại bố thí cho người ta thì cái việc bố thí có thanh tịnh không? Thì cũng không thanh tịnh. Tất nhiên là nó vẫn có phước, kể cả mình bố thí cho một cái con chim, con cá hay là bất cứ một con vật gì nó ăn cũng đều có phước, cái nó thấp. Hay là mình bố thí cho một người ác thì cũng có cái phước ấy nó nhỏ. Nhưng nếu mà bố thí cho một người thiện thì cái phước có lớn hơn không? Bố thí cho một người thiện thì sẽ lớn hơn. Bố thí cho một người có giới hạnh thì sẽ lớn hơn. Hay là bố thí cho những bậc thánh nhân thì cái phước lại lớn hơn nữa. Ví dụ như mình cúng dường Đức Phật thì cũng gọi là bố thí nhé. Thế mình nhận hương hoa nên cúng Phật đấy cũng là bố thí. Thì đấy là để bố thí đến một bậc cao thượng, bố thí đến một cái bậc thanh tịnh. Vậy thì bố thí cần phải thanh tịnh, là người bố thí thanh tịnh này, cái vật bố thí thanh tịnh này, và người nhận thí thanh tịnh. Khi mà mình bố thí như vậy thì mình nguyện cái điều gì đó nó sẽ dễ dàng hiện thực. Ví dụ như mình cầu mong là nhờ cái công đức bố thí này, cầu mong cho con được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp, có trí tuệ. Hay là cầu mong hồi hướng cái công đức bố thí này cho những người thân đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Cái công đức bố thí này cầu mong cho con được chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Thì cái đấy được gọi là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật đấy cũng là một cái pháp môn cần phải học, và cái pháp môn ấy cũng cần phải được thực hành, cần phải được thực hành tu tập bằng cái pháp gọi là niệm thí. Niệm thí nhá, bây giờ mình hãy nhớ lại cái lúc mà mình bố thí cho ai cái vật gì đó, rồi nhắm mắt vào hình dung lại nhá. Nhắm mắt vào hình dung lại những cái lúc mà mình đã bố thí cho ai cái gì đó. Rồi bắt đầu niệm rằng thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích cho ta, thật lợi lạc cho ta, thật lợi ích cho ta. Vì sao? Vì khi mình bố thí là mình làm lợi lạc cho người khác, phải không? Làm lợi lạc cho người khác thì mình sẽ được nhận lại cái sự lợi lạc. Ví dụ như mình bố thí làm cho người ta được sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, thì sau này mình sẽ được cái sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp, có trí tuệ ấy. Thì đấy là lợi lạc nhé.
còn lợi ích là khi mà mình bố thí ít nhưng mà sau này mình sẽ được nhận lại cái phước nhiều hơn. Bố thí ít nhưng mà được nhận lại nhiều hơn. Ví dụ như bố thí cho những cái loài vật sẽ được nhận lại gấp 100 lần. Bố thí cho một người ác mình cũng được nhận cái phước lớn gấp 1000 lần. Bố thí cho một người thiện thì cái sự nhận lại của mình gấp 100.000 lần. Bố thí cho những bậc thánh nhân thì mình sẽ nhận lại cái phước lành vô lượng vô số lần. Đấy là lợi ích là vậy. Vậy thì giờ mình nhắm mắt là mình nhớ lại những cái thời điểm mình đã từng bố thí và niệm như vậy: thật lợi lạc cho ta, thật lợi lạc cho ta, thật là lợi ích cho ta, thật là lợi ích cho ta. Đấy là vậy nhá. Ta đã bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở, hoan hỷ trong việc bố thí, vui mừng trong cái việc bố thí, và mong có người yêu cầu. Và giờ mình chỉ cần niệm mỗi câu là: thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích cho ta, thật là lợi lạc cho ta, thật lợi ích cho ta. Đấy, bây giờ nhắm mắt vào hình dung đến cái lúc mà mình bố thí á, và niệm mấy câu này: quả thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích cho ta. Cứ niệm 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 như vậy và mình sẽ cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy an vui về cái việc mà mình đã bố thí ấy. Đấy là một cái cách mà mình cần phải tu tập. Rồi, thế là đã xong pháp môn niệm thí. Là một cái pháp môn này là cũng cần phải được thực hành nha, cần phải được thực tập thường xuyên hàng ngày, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào mà rảnh rỗi thì mình cũng cần phải ngồi như vậy, trang nghiêm tề chỉnh, giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại, nhớ lại cái hành động mình đã từng bố thí ấy. Và việc là mình làm lợi lạc cho người khác, làm lợi ích cho người khác, thì sau này mình cũng nhận lại cái kết quả là mình sẽ được lợi lạc, mình sẽ được lợi ích gấp 100.000 lần, vô lượng lần những cái việc mà mình đã làm ra. Cho nên mình sẽ niệm như thế: thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta. Giữa cuộc đời bị ô nhiễm bởi san tham, ta đã không bị ô nhiễm bởi san tham. Ta bố thí một cách rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vui mừng được cho, được chia sẻ, mong có người đến xin, mong có người yêu. Thế nhờ khi mà mình cứ niệm thí nhiều, mai mốt mình chỉ mong có người khác đến xin thì mình còn cho tiếp. Thế có ai đến xin không? Thế là cái pháp niệm như vậy. Đấy là còn rất nhiều pháp nữa nha, còn rất nhiều những cái pháp môn tu tập. Như vậy thì đến mình sẽ học đạo là để tu tâm như thế. Học về Phật thì mình sẽ niệm Phật, học về Pháp thì mình niệm Pháp, học về Tăng thì mình niệm Tăng, học về giới thì mình sẽ có pháp tu niệm giới. Học về thí, khi mình đã thực hành bố thí thì mình có cái pháp tu là niệm thí. Ngoài ra còn nhiều pháp niệm khác: Phật niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Niệm về vật thức ăn bất tịnh, niệm về niết bàn, niệm về sự chết, niệm về thân tứ đại, niệm hơi thở bảo ra, niệm về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Rất nhiều những cái pháp môn tu tập để mình chuyển hóa nội tâm mình, để đoạn trừ những cái ô nhiễm, những phiền não ở trong nội tâm mình. Người nào mà không tu tập thì cái người ấy sẽ có nhiều phiền não, sống với phiền não, bị phiền não ngự trị, bị phiền não chi phối, bị phiền não thiêu đốt. Còn nếu người nào tu tập thì sẽ gột rửa những cái phiền não đấy, diệt trừ những phiền não đấy, thanh lọc, tẩy trừ những phiền não ấy, và sẽ có được cái nội tâm thanh tịnh, có được cái trí tuệ sáng suốt, có được cái nội tâm tỉnh táo, có được cái đời sống an lành, có được cái hạnh phúc an vui ở hiện tại và mãi mãi về sau, về tương lai sau này. Thì bất cứ lúc nào, ở đâu mà mình rảnh rỗi, mình cần phải áp dụng những cái pháp môn ấy. Lúc nào mình nhớ đến Phật là mình phải niệm Phật, nhớ đến Pháp thì niệm Pháp, nhớ đến Tăng thì niệm Tăng, nhớ đến giới niệm giới, nhớ thí niệm thí. Đấy, hôm nay học được bằng đấy bài nhá, và thực hành bằng đấy bài, về nhà thực hành tiếp nhá.